Em chào các bác. Đây là cái cây cửu bảo tiên. Cái cửu bảo tiên này nó là một trong những cây cũng rất là đẹp, cũng đáng chơi, đáng sưu tầm quá. Thì cây cửu bảo tiên này thì nó cũng có là lâu rồi. Và như hôm nay thì em quay giới thiệu các bác hai cây. Mặt bông của nó cũng khá là hay và nó cũng có những cái điểm nhấn cũng khá là đẹp. Ví dụ như là đầu tiên thì em sẽ quay đến mọi người xem cái cây này. Đây, cây này là nó là cây mà mọi người vẫn hay nhìn thấy á, và mọi người hay mua á. Cái cây này thì nó là hoa màu trắng tím và khuôn hoa rất là tròn và đẹp. Đấy, thì cửu bảo tiên thì nó là một cái cây rất là hay rồi. Đấy, khuôn hoa nó dạng hiểu quế và nó màu trắng tím các bạn. Đây, và cần hoa nó cũng khá là dài. Như cây này của em lá nó to 7 cm, gần 7 cm thì nó cũng rất là hay. Cái này thì hoa của nó dài khoảng tầm 60 cm. Ví dụ như đây mọi người nhìn thấy cần hoa này nó dài khoảng tầm 60. Còn cần ngắn thì ít hơn. Cần ngắn thì ít hơn các bạn. Đây dài khoảng 60, khoảng 60 cm. Và cái cây này thì hoa nó màu trắng tím rất là đẹp, trắng sáng. Và cây này nó cũng là một cây khá là phổ thông. Mọi người chơi thì gần như là đều gặp những cây này cũng rất là nhiều các bạn. Có một cái cây này. Cây này thì nó là cây đậm hơn là cái cây này. Nó chỉ là tím đậm thôi. Nó chỉ là tím đậm so với cả cái cây trắng tím ấy thôi. Nó tím đậm hơn. Các bạn, đây các bạn nhìn này, gần một chút này. Đấy, nó tím đậm hơn. Thì cây tím đậm này nó là một cây cũng khá hay, cũng rất là đáng sưu tầm. Nhưng mà thường những cây tím đậm này thì mọi người nên, nếu mà mình có sưu tầm thì nên mua hoa, đăng hoa thì nó dễ hơn. Còn nếu mà để nhìn hình ảnh thì có người sẽ lấy cái cây tím này để bán. Nhưng mà thực ra thì là cái cây tím này nó cũng không nhiều bằng cái cây trắng tím đâu. Cái cây tím đậm nó sẽ ít hơn các bác nhé. Cái tím đậm nó sẽ ít hơn là cái cây trắng tím bên này. Thế nên cây trắng tím bên này là nó màu phổ thông, nó gần như mua cây cửu là chuẩn. Còn cái cây cửu này của em thì nó là cái cây này em mua là nó là hai cái cây to ở bên Thái ấy. Là nó ở trong cái bụi nuôi để bên đấy là gieo hạt mà, và người ta nuôi để lấy quả. Người ta sẽ chọn những cái cây mà hoa đẹp nhất để người ta lai tạo với nhau, những cây lai hoa đẹp để lai tạo với nhau để ra nhiều cái con đẹp. Thì bản thân cái cây cửu nào cũng thế thôi, nó cũng sẽ có những cái độ đẹp và đặc trưng riêng. Những cái cây, mỗi cây nó một vẻ, nhưng cơ bản thì nó là những cái cây gốc thì bao giờ khuôn hoa thì nó tròn hơn, cánh bầu hơn và màu sắc nó cũng đẹp hơn, tươi sáng hơn. Thân lá, ví dụ như cây này lá nó to, lá khoảng 6-7 cm thì nó là rất là to rồi. Đây mọi người nhìn thân lá cái này, lá rất là to. Đây để em quay xa một chút. Đấy, thân lá của nó rất là to. Thì nó là một cái cây cũng rất là hay. Còn nếu mà mọi người mua những cây mà thân lá nó nhỏ hơn á, thì nó cũng có nhỉ. Cũng có nhiều, và những cây thân lá nhỏ hơn thì thường nó sẽ là rẻ hơn là những cây thân lá to. Những cây thân lá to thường là những cái cây gốc người ta nuôi để người ta lấy quả gieo hạt ấy. Đấy, thì đây nó là một cái trong những cây dòng lan rất là đẹp, rất là đáng sưu tầm. Và cây này thì nó rất là dễ trồng các bạn, dễ trồng dễ ra hoa. Bản thân cái cây này đây là em trồng là nó dài hơn 1 mét á, nhưng mà nó phải là vườn đùa cao thì nó mới không bị rụng lá gốc. Còn nếu mà khô thì nó hay rụng lá gốc các bác nhé. Hoặc là các bác trồng chậu, các bác cho nhiều giá thể một chút thì là nó sẽ ok hơn. Còn như cái này đây là em ghép vào gỗ nên là nó không được đủ ẩm lắm. Và bây giờ thì như cái này sang năm thì nó đẻ cái con cũng là sẽ là một rễ rất là đẹp. Thì mình trồng lan thì quan trọng những cái dòng đơn thân này ấy, mình trồng làm nào để cho nó độ ẩm nó cao thì mình cứ treo giữa vườn ấy, đỡ gió đi thì là cây là nó sẽ đỡ bị rụng lá gốc các bạn. Thì đây nó cũng là một cái loại hoa lan rất là đẹp và rất là hay, cũng đáng sưu tầm các bạn. Thì các bác có thể là nghiên cứu, nếu cần tư vấn thì các bác có thể liên hệ số điện thoại của em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.